Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Hiển Linh, tọa lạc số 19, đường số 5, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Hiển Linh thành lập năm 1976, thuộc giáo hạt Thủ Đức, Tổng giáo phận Sài Gòn, có khoảng 680 giáo dân. Bổn mạng của giáo xứ là Chúa Hiển Linh. Các bạn thân mến, là một tín hữu, chúng ta không ai không biết đến lời Chúa dạy. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng. Nghe thì có vẻ khó làm, vì chúng ta luôn nghĩ trình độ của bản thân không nhiều, nên lo sợ nói sai người khác cười, phải không nào? Theo kinh nghiệm, tôi có một cách này muốn chia sẻ cho các bạn để cùng nhau tham khảo nhé. Trước khi lập gia đình, tôi chưa phải là người Kitô hữu. Tôi có đến học thêm nhà một người thầy, người Kitô hữu. Trong nhà thầy, tôi thấy có đặt tượng Chúa chịu nạn với dòng chữ Vua tình yêu. Tượng Chúa chịu nạn thì tôi biết rồi, vì đây là biểu tượng của đạo Thiên Chúa. Nhưng dòng chữ Vua tình yêu thì hoàn toàn xa lạ đối với tôi, người ngoại đạo không biết. Điều này giống như câu nói biết người biết mặt mà không biết lòng. Hình ảnh Chúa kèm dòng chữ đã khiến tôi tò mò. Khi một ai đó tò mò, hẳn bản thân họ sẽ tự tìm hiểu. Rõ ràng, thầy tôi không nói gì về đạo, nhưng hình ảnh và dòng chữ của thầy, nó đã trở thành phương tiện để giúp thầy rao giảng tin mừng rồi còn gì. Học hỏi điểm này, tôi cũng đã làm theo. Còn rất nhiều phương tiện khác trong đạo của chúng ta có thể gây sự chú ý cho người ngoại đạo như tuyên xưng đức tin, đọc kinh gia đình buổi tối, vân vân. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã chọn phương tiện nào? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết ở comment bên dưới nhé. Cầu cho Chúa Thánh Thần luôn soi sáng những việc chúng ta làm, để khi chúng ta chuyện trò cùng Chúa, chúng ta còn có cái mà để khoe chứ. Chúc các bạn nhận được hạnh phúc và giàu có.
Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích, vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!